Được, nhưng mà cái cầu thang này nó khoảng bao chứa được bao cân? 630 cân à? Được, tôi nhét cả cánh, nhét cả két vào được mà. Đi cả két. Em đứng lại đó, tại vì cái này nó rung rồi. Cái nào? Không có, nó không tính nữa. Bước rồi là cái nó... À cái cầu thang đấy gì? Thang máy á. Cái đấy là cái thang vận chứ. Đúng chuyển. Ờ cái thang vận thôi. Ý là nó 600 cân à? 630 nhưng mà xài 10 năm không biết nó còn thấy còn. Xài được 630 không? Được, được, được. Nãy giờ mày đảm bảo cho em nha. Rồi, yên tâm. Nhưng mà bây giờ cái cầu thang nó đang hỏng ấy thì chẳng hạn. Ờ đấy. Anh đã xéo vô, hẹn anh đã xéo vô.